5 giây sẽ góc ra mặt phẳng phần thứ hai, và ở trong phần này thầy sẽ hướng dẫn cho bạn cái dạng bài tập xuất hiện trong đề minh họa năm 2022 câu 43. Đấy, đề bài yêu cầu mình tính góc giữa hai mặt phẳng SAB và SCD, và cái điểm đặc biệt là hai mặt phẳng này nó có chứa hai cạnh song song. Mọi người chú ý nhá, hai mặt phẳng chứa hai cạnh song song và hai cạnh đấy chính là cạnh AB và cạnh CD, hai cạnh song song với nhau. Và để dạng góc ra mặt phẳng SAB và SCD, hai mặt phẳng chứa hai cạnh song song, mình sẽ làm như sau. Bước thứ nhất, các bạn kẻ SH vuông góc với cạnh đầu tiên là cạnh AB, kẻ SH vuông góc với AB. Số 2, các bạn kẻ SK vuông góc với đường song song thứ hai là đường CD, đúng không? Từ S các bạn kẻ vuông góc với CD. Và góc của mình chính là góc tạo bởi SH và SK. Đó, ở đây thầy sẽ không ghi là góc HSK bởi vì chưa chắc nó đã là góc nhọn. Nếu là góc nhọn thì nó chính là góc HSK luôn. Còn nếu là góc tù thì mình lấy 180 độ trừ đi HSK.